chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái đoạn intro cho kênh YouTube của mình một cách đơn giản nhất. Thì đầu tiên các bạn hãy mở trình duyệt lên. Các bạn vào Google. Tiếp sau đó các bạn gõ cho mình từ khóa là play. Rồi. Thì nó sẽ xuất hiện kia banjoy.com. Bạn chọn cho mình cái Common C template. Thì khi mà vào được cái trang web của Banjoy thì nó sẽ hiện ra như thế này. Nó có rất là nhiều cái intro mẫu của sẵn. Thì các bạn thấy thích cái nào thì các bạn chỉ cần click vào đó. Mình sẽ click vào show more cho nó hiện lên. Thì đây mình sẽ dùng cái mình sẽ test thử cái này. Mình click vào đó, sau đó mình tiếp tục click vào chữ Open in Clip Maker. Thì nó sẽ mở ra một cái tab mới. Thì ở đây nó sẽ hiển thị dạng là 3D. Các bạn click vào cái con mắt này, nó sẽ hiển thị chế độ mình xem bình thường. Và bây giờ mình sẽ bấm play mình để mình coi thử. Đây, thì đây mặc định nó để là chữ chữ name. Thì bây giờ mình sẽ đổi chữ name thành cái tên của channel YouTube của mình. Các bạn chọn cái hình khối bên tay trái. Đây, chọn hình khối. Sau đó chúng ta kéo xuống ở phần tab. Các bạn đổi thành tên channel của mình. Ví dụ channel của mình tên là T Channel. Mình gọi T Channel cho các bạn nhấn Enter. Tiếp theo ở dưới các bạn cũng gọi tương tự. Các bạn viết hoa với từ gì cũng đều được hết. Ở đây nó mặc định là hoa. Thì sau khi các bạn gọi xong, các bạn lay lại thử. Vậy là chúng ta vừa chỉ qua một số bước đơn giản, chúng ta đã tạo được một cái intro rất là chắc. Và bây giờ chúng ta muốn lưu vào máy thì chúng ta sẽ nhấn vào nút này. Thì ở đây nó sẽ có chế mod là chế độ, chúng ta chọn good quality là chất lượng tốt nhất. Còn định dạng thì chúng ta sẽ để mặc định là MKV. Rồi chúng ta nhấn start video render và bấm cho phép. Thì cái đoạn này mình sẽ tua nhanh một xíu. Thì sau khi mà nó đã render xong á, thì chúng ta nhấn vào nút download your video. Mình sẽ tên là intro the channel. Và mình sẽ mở lên xem thử. Còn một số lưu ý, nếu như bạn không hài lòng về cái intro đó thì chúng ta có thể nhấn vào nút return. Và ở đây nó có một số cái tùy chọn khác thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn tạo một cái đoạn intro rất là đơn giản. Nếu thấy hay thì like và subscribe channel của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.